Bà Rịa Vũng Tàu và Thái Bình bổ nhiệm giám đốc sở. Sáng ngày 4 tháng 10, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo quyết định số 307/QĐ, Ủy ban Nhân dân tỉnh điều động và bổ nhiệm ông Phạm Quang Nhật giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2022. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày bổ nhiệm. Ông Phạm Quang Nhật, sinh ngày 3 tháng 7 năm 1982, từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh từ tháng 7 năm 2019. Trước đó, ngày 3 tháng 10, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Nguyễn Văn Trường được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ông Nguyễn Văn Trường từng trải qua vị trí Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh. Sau khi ông Nguyễn Xuân Khánh, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, được Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Trường đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đến ngày 16 tháng 5 năm 2022 và giao quyền Giám đốc Sở cho đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.